Chào các em lại quay lại với kênh bé Út Chibi. Và hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra đơn hàng của ngày 20 ha. Xin lỗi, 19 chắc 19 tây tháng 7. Zalo thì số điện thoại này nha, 0937899707 nha các em nhé. Hãy gọi điện để đặt hàng và phải xin phép ba mẹ mình nha các em nhé. Đơn hàng đầu tiên của anh Giang. Đó, tổng là 220.000 ha anh Giang ha. Và đây là anh Giang mua cái combo. Combo ba lô 4 món cho bé nè. Có chữ Happy School ha, đi học là Happy School. Đây. Đó, thì đây là có bạn mèo ha. Đây, có bạn mèo trái tim. Thì đây là combo này là 4 món, nó có thêm cái hộp bút cho mình nữa nè. Đây, hộp bút ha. Đó. Đây, cái giỏ nhỏ nè, mình đựng cái gì mình đựng nha. Đó. Và đây thêm một cái giỏ này nữa. Cái giỏ này thì có thể đi học thêm được nè, còn đi chơi cũng được ha, giỏ quay treo nè. Đây, và có thêm một cái quạt hình chú heo, có đèn. Thì đây là có dây sạc thêm ha, dây sạc. Đây. Đó. Rồi đây mình thử quạt luôn ha. Đây nút này, bấm. Đó, nó có đèn các bạn. Đó, đèn có gương luôn ha. Đó, có gương có đèn. Rồi lại bấm thêm một cái nữa là sẽ quẹt ha. Đó, tắt rồi, ok ha. Rồi mình sẽ tiếp theo, à quên, tặng cho bạn một cái cọc tóc luôn nha. Đây, tặng cho bạn một cái cọc tóc, nó cũng dễ thương xinh xinh. Rồi, xin chào Trương Thị Ngọc Trâm, đây là đơn hàng của Ngọc Trâm nha. Ngọc Trâm đặt là một bịch mắt lô lớn nhưng mà hết lớn rồi nha, sẽ chỉ còn lại bịch nhỏ thôi. Đó, bịch nhỏ 12.000, một cây bút ha, cây bút bơm bơm ha, bunny nè, bunny bơm bơm. Một cây bút kem thỏ nè, một cây bút là thỏ thập quà ha. Đó. Và một cuốn sổ đồng hồ cát. Đó, cuốn sổ đồng hồ cát. Tay cắt chảy đúng không? Đây, quay ngược lại. Đó, sổ đồng hồ cát ha. Mình có tháo ra trong cho mình xem không? Loại này là 16.000 này nhé. Đây. Tháo ra ha. Đó. Nó có cái lò xo nè. Bên trong để mình ghi ha, ghi chú cái gì đó. Cuốn sổ mini nha. Rồi, và tặng cho bạn một cái cọc tóc nè, cọc tóc nơ chai. Đó. Và hello, xin chào Nguyễn Đặng Thanh Thảo ha. Đây là đơn hàng của Nguyễn Đặng Thanh Thảo, tổng 154.000. Đầu tiên bạn đặt là đây, bạn búp bê mắt đá ha. Búp bê mắt đá 35.000 nha các bạn. Đó, nhìn xem kỹ con mắt ha, sẽ quay sát lại cho mình xem nha. Đây, chân. Ở đây có khớp nha, khớp cổ chân nha. Đằng sau tóc thì nó là highlight ha. Tóc light màu tím và màu vàng nha. Đó, sườn xám rất là dễ thương, có hoa hồng nè, có giày kèm theo luôn. Và một đôi giày ha, vỉ giày, xin lỗi, vỉ giày 12 đôi nha. 20.000. Đó, ok, từ nhỏ đến lớn luôn. Và thêm đây nữa, đây là một vỉ bếp nhôm 65.000 nha các bạn nha, chơi rất là vui luôn, nấu ăn thật được luôn. Đây, và đây là thêm một cái phụ kiện là cho nấu bếp nhôm ha, là nến 2.000 một viên nha các bạn nha. Hôm nay nó có nồi luôn. Và không quên tặng cho bạn một cái cọc tóc luôn nha. Đó, tặng cho bạn một cái cọc tóc nơ. Và hello, xin chào cô Nguyễn Thị bé 7 đã mua hàng cho cháu mình nha. Và đây là đơn hàng của mình, là tất cả là ticker thôi. Đây là một combo ticker nha. Combo ticker nó là một combo này 100.000, phí ship 33 nữa là 133.000 nha. Đó, đầu tiên là có ticker này. Đó, giỏ sách, có những áo học sinh nữa nè. Đó, quấy học sinh, nói chung là đồ học sinh nha. Đó, có nón nữa nè. Đây, cái đồ học sinh, các bạn gấu nữa, giỏ sách, giày ha. Mình không giới thiệu chi tiết hết từng tấm được nha, chỉ mở lên xem cho các bạn xem hình hàng của mình thôi. Đây là có là tiên ca, cái này tiên nè, tiên cánh nè. Đó, loại này nữa nha. Tiếp theo, này thì hai lớp. Đây ha, hai lớp. Đó, tay nhỏ cũng hai lớp luôn, loại lớn. Nó có lớn nhỏ đồ đầy đủ hết nha, loại vừa loại lớn đồ luôn. Đây, hai nữa ha. Combo này là 100.000 nha. Một, nếu mình mua 100.000, nó sẽ mua combo nó sẽ nhiều hơn mua lẻ từng tấm. Ví dụ như giá trị mình mua combo, mình mua lẻ 100.000 thì combo nó sẽ lên được khoảng 105 hoặc 110.000 các bạn nhé. Đó, nó sẽ hơn được 50.000 nữa. Nó này có công tử con trai nữa nè. Đây. Hình này rất là dễ thương. Này nó có hình cổ trang của nước ngoài gì, âm bốc ha, cũng Nhật kìa. Cũng rất là đủ, nó có cánh bướm, con bạn này đẹp nè ha. Cái cánh thiên thần rất là đẹp. Này có tiên cá nữa nè. Đó, rất là dễ thương. Đó, vậy là đơn cái này là combo 100.000 nó đủ rồi nha. Đó, combo 100.000 như đó các bạn nha, thì sẽ lấy ngẫu nhiên cho các bạn khác nhau ha. Và đây tặng các bạn thêm một cái cọc tóc nữa. Wow, hình con gì đây. Và xin chào Hàng Ni ha. Và đây là một cái hộp màu. Đó, hộp màu 150 chi tiết ha, lớn. Đây, nó có là bút chì sáp, bút màu, rồi bút nước, màu lông, là có hồ, có kẹp giấy, có thước luôn nè. À, có kẹp giấy, có thước, có gươm ha, có keo hồ, có cái này là màu nước nè, có kẹp bóng giấy này, có kéo, có đồ trước luôn. Đó, 180.000 nha. Đây là đầy đủ luôn, để có một phần để mình làm mỹ thuật nè, vẽ nè, trang điểm. Đó, và cộng cho bạn, tặng cho bạn thêm một cái cọc tóc này nữa nha. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, đây mình sẽ gấp lại cái này màu hồng ha, và gấp lại một bộ này sẽ gấp lại như vậy cho mình. Đó, đây lại ha, có quay sách này ha. Đó, có quay sách. Hello, xin chào Khánh Thi, đây là đơn hàng Khánh Thi nha. Đó, và Khánh Thi đặt một cái tủ nhà, xin lỗi ha, một cái nhà tắm nè, nhà tắm đứng cho búp bê. Đó ha, nhà tắm đứng cho búp bê nha. Đây là nó có bồn nước rửa nè, và nó có gương ha, nhà tắm trong đây.
nha, gấp lại có vòng cầu La Bombo. Thì loại này nó có sử dụng pin nha, và nó có thể sử dụng nước được luôn các bạn nha. Đây thì nó có sử dụng nước được luôn ha, mình về mình xem hướng dẫn nha, lắp pin vô. Này đây, ở đây nhà quảng cáo shop cũng không có, chưa có mở ra xem được, nhưng nhà quảng cáo có giới thiệu cho mình là nè xài nước được ha, mở ra được nè, có nhạc luôn ha. Đó, đây đây là cái bộ mà của nó nè, giới thiệu, nhà quảng cáo giới thiệu cho mình đó. Rồi sau này nó có gắn pin nữa nha, nhà quảng cáo là có giới thiệu là có hai cục pin đó, mình sẽ giờ mình bỏ hai cục pin vào ha. Loại này chơi rất là ok luôn các bạn nha, chất lượng nữa, bỏ qua một bên nè. Và bạn có mua một cái combo ha, combo phụ kiện cho búp bê thì combo và shop sẽ giới thiệu chi tiết cho mình nha. Đây nó có cái bàn nè, nó có cái ghế nè ha, có thêm cái này nữa, tủ lạnh nè, máy đơn giản nè ha, máy đơn giản. Tiếp theo là cái laptop nè đó. À, lâu lâu shop giới thiệu combo các bạn biết ở trong combo nó có cái gì thôi nha, còn không có nhiều video thì không có giới thiệu chi tiết được. Đó, phụ kiện nè, giày ha, đây tập sách búp bê đó, ly đó, và đây nữa mắt kiến nè ha, mắt kiến cho búp bê, tiền cho búp bê đó, tiền, đây là cái giá đỡ cho búp bê ha, giờ mình gắn vô, mình gắn vô như vậy đó, bỏ kẹp cho búp bê vô đó ha. Đây cái tai phone cho búp bê nè, tai nghe ha, cài cho búp bê nè, chén dĩa nè đó, đồ chơi bác sĩ nè, thêm đây nữa lúp cho búp bê nè ha. Nhiều cái là nhiều combo là không có lúp nha các bạn nha, cũng không có cái vỏ này nữa đâu, tùy ha. Nếu combo thì lúc này lúc khác, nhưng mà giá trị tiền nó sẽ khoảng 110.000 trở lên ha. Đó, mà giá trị thì mình có 87.000 thôi thì mua combo nó sẽ lợi hơn, nhưng mà không phải combo nào cũng giống combo nào nha các bạn nha. Nhiều lúc hàng hết thì shop sẽ đổi cái những cái khác vào cho mình và tặng cho bạn thêm một cái cọc tóc nữa nè, đó ha, một cái cọc tóc nữa. Và xin chào Nguyễn Phượng, cảm ơn Nguyễn Phượng đã theo dõi cái đơn hàng ngày hôm nay, tại bạn cũng đã ủng hộ bên shop và ông đặt có là 8 sổ hình dáng. Và đây ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 ha. Mình sẽ mở một cuốn ra các bạn xem thử thôi, trong đây nó sẽ khác nhau ha, mở đại một cuốn thôi đó, cũng khá nhiều đó các bạn ơi, cuốn một cuốn chỉ có 5.000 thôi nè. Wow, nó hai tờ luôn ta, bộ này hai tờ luôn, 1, 2, 3, 4 à, 4 cái này bao nhiêu tờ ở đây, dính à, này 4 nữa là 8 tờ ha, 8 tờ đó, một cái cuốn sổ vậy, 8 tờ gắn vô, gắn vô lại ha. Còn mua là 8 cuốn sổ vậy là một cuốn vậy là 5.000 đó. Đây đây là sticker hai lớp nè, 16.000 đó, 16.000 ha. Và đây thêm một bạn nữa, này là sticker mềm nè, nó mềm dán nó có rớt hơn đó, 30.000 nha, hai lớp luôn, rất là dễ thương. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video kiểm tra đơn hàng của ngày hôm nay, và đây tặng cho bạn một cái cọc tóc nữa chứ, xin lỗi nha, đây một cái cọc tóc cho bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay, và hãy bấm like và đăng ký kênh Rock TV để xem những món hàng mới nhất và hot nhất hiện nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha, bye bye, hẹn gặp lại video sau.